Xin chào mọi người, mình là Thanh Phương, là học viên lớp X tại trung tâm IMI Quảng Nam. Mình học khóa dự thi này trong vòng khoảng 6 tháng. Vừa qua thì mình cũng đã tham dự kỳ thi chứng chỉ cho X và đạt được kết quả mà mong đợi, nói chung là khá hài lòng. Thực ra thì trước đây tiếng Anh của mình rất là tệ nên không được tự tin để học và thi. Nhưng sau khi tìm hiểu nhiều thông tin thì mình được biết là tại trung tâm IMI có khóa luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với mô hình chủ động là e-learning, nên mình đã quyết định là học tại đây. Với phương pháp này thì học viên sẽ được trò chuyện trực tiếp, phát âm một thầy một trò với giáo viên người nước ngoài. Giáo viên nước ngoài sẽ phát hiện và sửa chữa những khiếm khuyết mà người Việt Nam ta thường mắc phải. Từ đó học viên củng cố và phát triển rất nhiều kỹ năng nghe, nói và phản xạ khi giao tiếp tiếng Anh. Bên cạnh đó thì mô hình e-learning còn cho phép học viên chủ động về thời gian, tự chọn lịch học, nên dễ dàng sắp xếp việc học tập tại trường và cũng như việc riêng. Mặc dù là sinh viên năm cuối nhưng em vẫn đủ thời gian để học thêm tiếng Anh rất là dễ dàng. Em cũng hơi trung tâm IMI và đặc biệt là các giáo viên phòng Academy đã truyền cảm hứng và tận tình giúp đỡ em để em có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay. Em xin cảm ơn.